Rồi bây giờ mình sẽ qua cái nhóm thứ hai. Cái nhóm này cũng là một cái nhóm thuốc tác động vào hệ giao cảm ha. Nhưng mà thuốc có tác động ức chế hệ giao cảm. Tức là mình sẽ qua một cái nhóm thuốc mà nó cho cái tác động hoàn toàn ngược lại với cái nhóm mình vừa học rồi. Thì cái tác động này đó người ta còn gọi là thuốc liệt giao cảm. Mục tiêu mà mình cần nắm được sau khi mình học cái phần này nó cũng giống như cái bài của cái nhóm thuốc vừa rồi ha. Tức là các em cũng sẽ nắm, thứ nhất là phân loại nè. Thứ hai nữa đó là với một nhóm thuốc như vậy đó thì mình sẽ nắm được cơ chế tác dụng dược lý, tác dụng không mong muốn, chỉ định và chống chỉ định. Bây giờ thứ nhất mình nói về phân loại thì cô sẽ giải thích cho này một chút xíu. Về phân loại thuốc tác động ức chế hệ giao cảm đó ha, thì mình sẽ thấy là trong cái phần đầu của cái bài thuốc kích thích giao cảm đó là các em có nhìn thấy một cái sơ đồ về các chất dẫn truyền thần kinh tại vị trí hạch tự động và các cái cơ quan hiệu ứng đó. Thì mình sẽ thấy là tại vị trí hạch của hệ thống thần kinh giao cảm và đối giao cảm đó thì cái chất dẫn truyền tại vị trí hạch đó chúng ta đều có là acetylcholine. Chất dẫn truyền thần kinh của sợi hậu hạch hệ giao cảm đó là norepinephrine. Của sợi hậu hạch hệ đối giao cảm là acetylcholine. À. Cho nên á, người ta còn một cách phân loại nữa đó là người ta phân loại thuốc tác động theo chất dẫn truyền thần kinh. Cho nên những cái thuốc mà đối kháng với acetylcholine đó tại thụ thể nicotinic tại hạch đó, cái nhóm thuốc đó người ta gọi là thuốc ức chế hạch. Thuốc ức chế hạch ha. Và vì người ta phân loại theo chất dẫn truyền thần kinh cho nên khi mà ức chế tác động tại vị trí hạch giao cảm thì nó cũng ức chế hoạt động của hệ giao cảm luôn. Nhưng mà nó sẽ không có nằm trong cái nhóm thuốc tác động ức chế giao cảm vì nó liên quan tới chất dẫn truyền thần kinh. Cô quay lại chỗ này một chút xíu để mình có thể hình dung ha. Hey, các em nhìn cái sơ đồ này ha, các em nhìn thấy màn hình của cô không? Dạ thấy. Alo. Rồi. Bây giờ mình nhìn thấy nè ha, vì cái chất dẫn truyền thần kinh tại vị trí hạch nè, cả hai hạch giao cảm và đối giao cảm đều là acetylcholine hết. Cho nên ví dụ như là mình dùng một cái chất ức chế acetylcholine tại hạch, là cái nhóm này nó có tác dụng là đối kháng cạnh tranh với acetylcholine tại thụ thể nicotinic tại hạch đó, thì như vậy nó ức chế cả hạch giao cảm lẫn ức chế hạch đối giao cảm luôn. Và khi nó ức chế hạch giao cảm đó, thì nó ức chế sự dẫn truyền xuống sợi hậu hạch này nè, và như vậy nó cũng làm giảm tác động của hệ giao cảm luôn, và nó cũng có tác động là ức chế hệ giao cảm. Tuy nhiên vì nó liên quan đến chất dẫn truyền thần kinh và cái nhóm thuốc này đó người ta xếp vào cái nhóm ta gọi là ức chế hạch, cho nên mình không có xếp cái nhóm này vào trong nhóm thuốc tác động ức chế hệ giao cảm. Và mình sẽ bắt đầu đi từ cái sợi hậu hạch hệ giao cảm này nè đến cơ quan hiệu ứng và những cái thuốc tác động ở sợi hậu hạch của hệ giao cảm và các thụ thể của hệ giao cảm đó mình xếp vào nhóm liệt giao cảm ha. Cho nên cái thuốc ức chế hạch đó mình sẽ không có liệt kê ở đây. Như vậy mình nhìn lại cái bảng phân loại ha. Như vậy mình sẽ đi từ cái sợi thần kinh giao cảm đến các thụ thể. Như vậy tại vị trí sợi thần kinh giao cảm đó, thì mình sẽ có cái nhóm này gọi là thuốc ức chế thần kinh giao cảm, ức chế sợi thần kinh giao cảm đó. Thì tại vị trí này đó là mình có ba thuốc là quinotidin, rezagpin và metirozin. Ba thuốc này cơ chế tác động hoàn toàn khác nhau. Mình có metirozin là cái thuốc mà nó sẽ tác động vào cái men tham gia trong quá trình tổng hợp norepinephrine, đó là men tyrosine hydroxylase, là cái men tác động vào cái khâu đầu tiên hết đó, là từ tyrosine chuyển thành L-DOPA đó. Trong cái sơ đồ sinh tổng hợp mình có nhắc tới hôm qua đó ha, thì metirozin ức chế vào cái men đó tyrosine hydroxylase và như vậy nó làm giảm tổng hợp norepinephrine. Rezagpin đó là nó liên quan tới cơ chế bào lại của norepinephrine. Quinotidin là liên quan tới quá trình phóng thích norepinephrine ở tận cùng sợi thần kinh giao cảm. Tại Việt Nam mình đó thì hầu như là mình không gặp metirozin. Quinotidin và rezagpin thì mình gặp. Rezagpin là một cái thuốc mà người ta dùng trong điều trị tăng huyết áp rất là phổ biến ở cái giai đoạn năm 80 mấy, 90 mấy đó. Tuy nhiên hiện nay đó thì các thuốc có tác động ức chế sợi thần kinh giao cảm dùng trong điều trị tăng huyết áp là rất ít. Lý do vì sao? Vì cái tác động hạ áp của nó rất tốt, tuy nhiên nó không mang lại các lợi ích khác trên các cơ quan đích, ví dụ nó không có tác dụng bảo vệ thận nè, bảo vệ tim nè, bảo vệ mạch máu vân vân. Cho nên người ta không có dùng các nhóm thuốc này trong điều trị tăng huyết áp nữa, mà người ta dùng rất là hạn chế trong các cái điều trị bệnh lý liên quan tới hệ thống thần kinh thực vật. Cho nên mình sẽ không học nhóm thuốc này. Tuy nhiên khi các em đọc sách giáo khoa đó
Thì tất cả các giáo trình khi mà người ta nói về các thuốc liệt giao cảm, người ta đều liệt kê các thuốc này ha, và người ta cũng còn rất là đầy đủ thông tin về các thuốc này. Nhưng mà vì trong ứng dụng đó mình rất là ít học, cho nên cô chỉ giới thiệu qua cho các em biết về nhóm thuốc này thôi, và mình sẽ không có học cái nhóm thuốc này. Mình sẽ học nhóm thuốc thứ hai, đó là thuốc tác động tại thụ thể. Thì tất cả các thuốc này đó, cơ chế tác dụng chung hết đều là đối kháng cạnh tranh với norepinephrine tại các thụ thể của hệ giao cảm. Như vậy thì người ta cũng phân loại theo thụ thể. Thì mình có hai loại thụ thể là thụ thể alpha và thụ thể beta ha. Thì như vậy thì thứ nhất là mình có nhóm cạnh tranh với norepinephrine tại thụ thể beta, thì cái nhóm này ta gọi là ức chế beta. Cạnh tranh với norepinephrine tại thụ thể alpha đây mình gọi là ức chế alpha. Nếu mà ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2 người ta gọi là ức chế alpha không chọn lọc. Tương tự như vậy, ức chế cả beta 1, beta 2 người ta gọi là ức chế beta không chọn lọc. Tác động chọn lọc trên beta 1 hoặc là alpha 1 người ta gọi là ức chế chọn lọc ha. Rồi mình có một nhóm nữa là ức chế cả hai thụ thể alpha và beta, mình ta gọi ức chế alpha và beta. Đây là cái cách phân loại rất là kinh điển, từ trước tới giờ mình vẫn dùng cách phân loại này. Cách phân loại thứ hai đó là các em có cái bảng này nha. Thì cách phân loại này người ta phân loại theo thế hệ, và cách phân loại này đó thì thực ra phân loại theo thế hệ đó thì nó giúp cho mình có một cái ý niệm là thế hệ nào càng về sau thì thuốc nó sẽ càng mới hơn. Tuy nhiên mình cần phân biệt giữa các thế hệ này bằng cách phân loại này. Hiện nay thì người ta cũng dùng cái bảng phân loại này luôn ha, cho nên là cô cũng giới thiệu cái bảng phân loại này cho các em luôn. Thì mình sẽ thấy là đây là các cái chất mà đối kháng tại thụ thể giao cảm ha, người ta sẽ chia ra nè: đối kháng tại thụ thể alpha, đối kháng tại thụ thể beta. Cái nhóm đối kháng tại thụ thể alpha người ta chia ra là đối kháng alpha không chọn lọc, hay mình gọi là ức chế alpha không chọn lọc đó ha. Không chọn lọc có nghĩa là ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2. Thì mình có hai thuốc thôi là phenoxybenzamine và phantolamine. Ức chế cạnh tranh với norepinephrine tại alpha 1 người ta gọi là ức chế alpha 1 chọn lọc. Thì mình sẽ thấy mình có một loạt thuốc ở đây. Cái nhóm này hiện nay người ta dùng rất là nhiều ha. Và cái nhóm này đó thì không phải là lúc nào nó cũng đúng nha, nhưng mà hầu hết mình có thể nhận diện được đó là mình sẽ thấy là nó có cái đuôi đằng sau nè, chữ zosin. Đuôi đằng sau zosin ha. Còn cái nhóm ức chế alpha không chọn lọc đó mình chỉ có hai thuốc thôi. Ức chế chọn lọc và alpha 2 mình chỉ có một thuốc thôi là zohembin. Thì thực ra nó là zohembin á thì chỉ định trong bệnh lý tim mạch rất là ít, và người ta dùng với một cái chỉ định khác nữa đó là dùng trong điều trị rối loạn cương dương. Cho nên mình sẽ không có học trong cái bài này nha. Nên trong bài này là các em chỉ học là ức chế alpha không chọn lọc, ức chế chọn lọc alpha 1. Mình qua nhóm ức chế beta thì mình sẽ thấy là mình sẽ có thứ nhất là ức chế beta thế hệ 1. Thì đây là các thuốc ức chế beta không chọn lọc. Thì không chọn lọc có nghĩa là sao, là ức chế cả beta 1 lẫn beta 2 thì mình gọi là ức chế beta không chọn lọc ha. Trong nhóm này đó thì mình sẽ thấy là mình có một cái thuốc là ra đời rất là lâu rồi và hiện giờ người ta vẫn còn sử dụng, đó là propranolol. Cái bị lâm sàng các em có gặp đó, propranolol. Thứ hai nữa mình đi lâm sàng mình cũng gặp đó là timolol, hai thuốc này mình gặp nhiều nhất. Nguyên cái nhóm ức chế beta thì hầu hết nó đều có cái đuôi đằng sau chữ NOL hết ha. Cho nên mình cũng khó phân biệt là cái nào là chọn lọc không chọn lọc lắm, chỉ cách mình phải nhớ thôi. Thì đây là các chất ức chế beta không chọn lọc nè. Mình có kế tiếp là ức chế beta thế hệ 2 là ức chế beta chọn lọc, và chọn lọc ở thụ thể nào? Beta 1 nha. Thì em có các thuốc ở đây. Các thuốc này đi lâm sàng mình đều gặp hết. Em gặp nhiều nhất là thuốc gì? Nhiều nhất là em gặp là metoprolol nè. Thứ hai em cũng gặp nữa đó là bisoprolol, là gặp nhiều nhất ha. Các thuốc khác thì mình cũng có gặp ít hơn. Rồi mình ức chế beta thế hệ 3 thì đến đây nó mới bắt đầu hơi rối nè, mình phải phân biệt chỗ này ha. Ức chế beta thế hệ 3 mình có hai nhóm. Nhóm cuối cùng này là nhóm mới mới nhất. Nhóm này là nhóm ức chế beta thế hệ 3. Nhưng mà mình thấy người ta ghi đây nè, ức chế beta thế hệ 3 mà ức chế beta không chọn lọc. Vậy không chọn lọc có nghĩa là sao? Không chọn lọc thì nó giống như nhóm này. Tức là ức chế cả beta 1 lẫn beta 2. Nhưng mà như vậy thì cái nhóm ức chế beta không chọn lọc ở thế hệ 3 này nè, nó khác với chế beta không chọn lọc thế hệ 1 nghĩa chỗ nào? Đó là cái nhóm ức chế beta thế hệ 3 không chọn lọc này đó. Thứ nhất là ức chế beta không chọn lọc. Thứ hai đó là nó có tác dụng giãn mạch thông qua việc ức chế thụ thể alpha. Cho nên với cách phân loại cổ điển trước đây thì người ta gọi cái nhóm này đó, tức là trước đây người ta chỉ mới tìm đến nhóm này thôi, nhóm này là nhóm mới nhất mới ra đời sau. Thì đến nhóm này người ta gọi là nhóm ức chế vừa alpha vừa beta. Theo cái bảng phân loại này mình mới vừa nói nè. À, thì nhóm này ức chế cả hai thụ thể này luôn. Rồi mình có nhóm cuối cùng là nhóm mới nhất. Nhóm này có tác dụng gì? Đây là ức chế beta thế hệ 3 ha. Nhưng mà là ức chế beta chọn lọc. Như vậy các thuốc này đó, thứ nhất là ức chế beta chọn lọc, tức là chỉ tác động vào beta 1 thôi. Nhưng mà nó khác nhóm ức chế beta thế hệ 2 chỗ nào?
các thuốc này nó sẽ có thêm một cái tác động nữa, đó là tác động giãn mạch thông qua nitric thì cô tóm tắt lại đây ha. Thì trong cái bảng này đó mình liệt kê chưa có hết các cái thuốc à, thì khi các em học đó, thì các em sẽ liệt kê thêm vào, thì cô sẽ tóm tắt lại nè. Như vậy thuốc tác động ức chế tại các thụ thể của hệ giao cảm đó, mình sẽ có nè, ức chế alpha, ức chế beta nha. Ức chế alpha thì mình có ức chế alpha không chọn lọc và ức chế alpha chọn lọc. Vậy khi người ta dùng cái từ này thì mình phải hiểu là không chọn lọc có nghĩa là ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2, chọn lọc là ức chế và alpha 1, mình không có học cái nhóm ức chế alpha 2 nha. Ức chế beta thì mình sẽ có là thế hệ 1 là ức chế beta không chọn lọc. Đứng đầu trong nhóm này đó là mình có pregabalin là thuốc ra đời đầu tiên luôn nha. Rồi. Thế hệ 2 là cái nhóm ức chế beta chọn lọc, tức là ức chế và beta 1 đó. Thì mình có các thuốc ở đây. Các em đi lâm sàng, các em gặp nhiều nhất đó là metoprolol nè, bisoprolol, hai thuốc này mình gặp nhiều nhất. Rồi ức chế beta thế hệ 3 thì là ức chế beta không chọn lọc kèm thêm tác động alpha nha. Thì nhóm này đó thì mà trong bài này mình chỉ học hai thuốc thôi là labetalol và carfilzomib, là hai cái thuốc mà trên lâm sàng mình có sử dụng á. Ở chế beta thế hệ 3 mà là chế beta chọn lọc đó, thì cái nhóm này được xem là nhóm mới nhất nha, ta gọi là chế beta thế hệ mới. Thì cái nhóm này đó ngoài cái tác động ức chế chọn lọc và beta 1, nó còn có thêm cái tác động là giãn mạch thông qua việc nitric oxide. Như vậy mình dừng lại chỗ cái phân loại này một chút xíu ha. Như vậy nếu các em nắm cái bảng mà tác động vào các thụ thể này mình cho có hiệu ứng sinh học gì đó, thì mình chỉ cần nhìn vào cái bảng phân loại này mình có thể liệt kê được tác dụng dược lý của các thuốc này. Và mình so sánh nha, mình so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các thuốc trong cùng một nhóm. Ví dụ như mình thấy là nhóm ức chế alpha đó, giữa nhóm ức chế alpha không chọn lọc và ức chế alpha chọn lọc đó, thì nó có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau. Tương tự như vậy nhóm ức chế beta ha, thì mình xem là bốn cái nhóm ức chế beta đó có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau. Cái này mình chỉ cần hiểu cái phần này đó là các em không có cần đi chi tiết ở bên trong nữa, là các em mình cũng vẫn có thể là mình hiểu được cái tác dụng dược lý của nó ha. Các em trả lời trong học chat này nè, hoặc là mình sẽ bật micro lên trả lời ha. À, bây giờ trong khi đợi mấy em trả lời, cô trả lời cái câu hỏi của bạn bạn Trung này nha. Này cô xin lỗi này, cô không thấy. À, dovitamin có tác dụng phụ làm tăng kích thước ổ nhồi máu sao còn chỉ định trong nhồi máu cơ tim cấp? Thì cái này như vậy nè em, tất cả các thuốc tác động vào hệ giao cảm nên mình nên nhớ là cái tác động của nó đó, ranh giới giữa điều trị và tác dụng không mong muốn nó rất rất là gần với nhau. Cô lấy ví dụ này ha, ví dụ như là mình sẽ thấy đó là mình dùng ức chế beta nha, ức chế beta nó sẽ làm cho nhịp tim chậm, làm được có bóp cơ tim giảm, như vậy nó có thể làm giảm huyết áp ha. Cho nên người ta sẽ dùng đó trong những trường hợp mà bệnh nhân có tăng huyết áp. Tuy nhiên đó là vì nó làm nhịp chậm như vậy cho nên là trong những trường hợp mà bệnh nhân có nhịp chậm sẵn có đó, thì người ta lại chống chỉ định hoặc là người ta phải hết sức là thận trọng. Thành ra cái tác dụng mà mình lấy để mình sử dụng trong điều trị đó, nếu mà nó cái tác dụng đó nó nhiều quá đó, nó quá mức đó, thì đôi khi nó lại trở thành là tác dụng không mong muốn. Thành ra trong trường hợp dovitamin thì mình sẽ thấy nè, tại sao mình dùng dovitamin, tại vì trong những trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp đó thì bệnh nhân sẽ có tình trạng suy tim. Và suy tim này là suy tim do cái gì, người ta gọi là suy tim do suy bơm, tức là bây giờ cái cơ tim nó đã bị mà những cái vùng mà không có hoạt động được đó, nó làm cho cái tim này nó bị giảm co bóp rồi. Và khi nó giảm co bóp như vậy đó thì nó dẫn đến tình trạng là huyết áp thấp. À, cho nên để làm tăng cái lực co bóp cơ tim lên thì người ta phải dùng các cái thuốc kích thích vào cơ tim này. Như vậy người ta sẽ chọn cái thời điểm thích hợp để người ta dùng nâng lực co bóp cơ tim lên. Nhưng mà nếu mình dùng kéo dài đó, thì mình nên nhớ là cái việc làm tăng lực co bóp cơ tim như vậy và nhịp tim tăng lên như vậy thì cái nhu cầu sử dụng oxy cơ tim sẽ tăng lên. Mà bệnh nhân bị nhồi máu là những cái bệnh nhân mà có tình trạng mất cân bằng giữa oxy cung cấp và oxy nhu cầu. Như vậy cái việc mà tăng co bóp đó nó có thể làm cho cái ổ nhồi máu đó, nó nặng nề hơn, cho nên người ta phải cân nhắc. Và lúc này người ta gọi là cân nhắc giữa lợi ích và tác dụng không mong muốn của thuốc.
để người ta quyết định là người ta có dùng hay không. Bây giờ bệnh nhân đang bị suy bơm, rồi bây giờ mình nói là mình không dùng, vì mình dùng thì bệnh nhân sẽ bị, có thể là bị trầm trọng hơn. Nhưng mà lúc đó nếu mà em không dùng đó, bệnh nhân bị tụt huyết áp thì nguy cơ là bệnh nhân sẽ tử vong trước khi mà bệnh nhân bị tác dụng không mong muốn của thuốc. Cho nên bao giờ cũng vậy, khi người ta dùng thuốc người ta sẽ đặt lên bàn cân và người ta xem là giữa tác dụng có lợi với tác dụng không mong muốn thì cái nào nhiều hơn, và người ta sẽ cân nhắc trong những trường hợp mà người ta cần sử dụng. Rồi, các em trả lại câu hỏi của cô đi ha. Thì bây giờ mình xem là thứ nhất nè, nhóm thuốc chế alpha nè, điểm gì giống nhau giữa hai nhóm đó? Ủa, em còn nhìn thấy màn hình của cô không? Dạ còn cô. Rồi, rồi em trả lời đi ha. Bây giờ mình nhìn nhóm thuốc chế alpha trước nè, giữa hai nhóm nữa, chế alpha chọn lọc với chế alpha không chọn lọc đó, thì cái điểm giống nhau giữa hai nhóm này là gì? Nó đều là nhóm đối kháng với norepinephrine thôi. Đối kháng norepinephrine, đối kháng norepinephrine là cơ chế tác dụng chung hết đó em, chung hết là cơ chế tác dụng là đối kháng norepinephrine tại thụ thể. Rồi điểm gì giống nhau nữa? Cô giải thích để em hiểu câu hỏi của cô này ha. Các thuốc tác động đến hệ giao cảm nó tương đối phức tạp, cho nên là mình phải có cách để mình nhớ và mình phân biệt được giữa các cái thuốc này, và nó đều mang tính chất logic hết ha. Mình cần phân biệt, và mình luôn luôn mình nhớ là ở đây mình học đó là mình chỉ học đặc điểm của nhóm thôi, mình chưa có đi vào chi tiết của từng thuốc đó. Khi các em đi lâm sàng đó thì người ta sử dụng từng thuốc trong các cái nhóm này. Như vậy thì mình phải thêm một phần nữa, mình coi thêm là đặc điểm của thuốc đó nó có điểm khác gì nữa. Cô nói ví dụ này nha. Ví dụ cô nói cái thuốc mà em gặp lên lâm sàng nhiều nhất đó là metoprolol và bisoprolol đó. Hai thuốc này á cùng một nhóm, nhưng mà bản chất của hai thuốc này đi mà đi chi tiết ở bên trong, tính chất của nó cũng hơi khác nhau chứ nó không có hoàn toàn giống nhau. Ở đây mình chưa đi đến chi tiết phần đó, chỉ là mình đi đến chung nhất của các cái nhóm, thì là tính chất chung hết của các nhóm thôi. Cho nên mình cần phân biệt để mình có thể hiểu rõ hơn ha. Rồi bây giờ một bạn trả lời rồi đó. Cái điểm giống nhau giữa hai cái nhóm chế alpha này là đối kháng với norepinephrine tại thụ thể alpha. Rồi còn điểm gì giống nhau nữa không? Alo. Đều gây co mạch. À, hạ huyết áp. Đây đây, có một bạn đã trả lời đúng rồi nha. Các em trả lời đều gây co mạch, hạ huyết áp là đều đúng hết ha. Tuy nhiên nào, một bạn trả lời chính xác nhất là gì đây nè? Cái lưu ý là cả hai nhóm này đều ức chế thụ thể alpha 1. Cho nên tất cả những cái đặc điểm gì mà liên quan tới alpha 1 là cả hai nhóm này đều có hết ha. Liên quan ức chế alpha 1 là cả hai nhóm này đều có hết. Như vậy cái điểm khác đó là ức chế alpha không chọn lọc thì là nó có thêm tác động ức chế alpha 2 nữa. Như vậy tương tự như vậy đó với các nhóm ức chế beta, mình sẽ thấy nha. Điểm chung hết là tất cả bốn nhóm ức chế beta này đều ức chế vào thụ thể beta 1. Trên tất cả các tác dụng dược lý, tác dụng không mong muốn liên quan thụ thể beta 1 thì cả bốn nhóm này đều có hết. Các em có câu hỏi gì đến cái phần này không? Alo. Alo. Ủa bây em còn thức không? Dạ còn cô. Còn. Bây giờ cô tiếp nha. Dạ. Rồi bây giờ mình đi vô từng nhóm một ha. Thì mình sẽ nói về nhóm ức chế alpha trước. Thì đầu tiên hết là mình có nhóm ức chế alpha không chọn lọc. Bây giờ mình quen từ này rồi nha. Không chọn lọc có nghĩa là có bấy nhiêu thuộc thể alpha nước chế hết. Thì ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2 ha. Mình có hai thuốc đó là phantolamin và phenoxybenzamin. Thì cơ chế tác dụng của nhóm này đó là đối kháng cạnh tranh với norepinephrine tại thụ thể alpha, và như vậy nó làm mất cái tác dụng của norepinephrine tại cả hai thụ thể alpha. Thì nó có rất rất nhiều tác dụng nha. Ở đây mình chỉ liệt kê những cái tác dụng chính thôi. Thì tác dụng mà nổi trội nhất của nhóm này là gì? Nói đến thụ thể alpha là mình phải nhớ đến cơ trơn mạch máu.
Vì vậy đối kháng tại cụ thể alpha thì nó sẽ làm mất đi cái tác dụng co mạch máu, và như vậy mình sẽ có tác dụng là giãn mạch và gây hạ huyết áp. Thì đây là cái tác dụng dược lý lớn nhất của nhóm này. Hiện nay thì nhóm chứa alpha không chọn lọc đó, người ta không có dùng trong điều trị tăng huyết áp thường quy nha. Vì sao? Vì nó không có chứng minh được là mang lại cái lợi ích khác cho bệnh nhân, các lợi ích trên các cơ quan đích đó. Và người ta chỉ dùng trong trường hợp mà người ta không có còn, người ta phải phối hợp rất là nhiều thuốc, mà các thuốc người ta lựa chọn hàng đầu đó mình đã phối hợp hết rồi, thì lúc đó người ta mới thêm thuốc này vào. Thì chỉ định hiện nay của nhóm này ta dùng chủ yếu đó là trong những trường hợp bệnh nhân bị u tủy thượng thận. Thì mình cũng biết là tủy thượng thận sẽ tiết ra epinephrine, cho nên khi bệnh nhân bị u tủy thượng thận đó thì bệnh nhân sẽ bị tăng tiết nhiều epinephrine và sẽ dẫn đến những tình trạng là bệnh nhân bị những cái cơn tăng huyết áp. Cho nên là người ta dùng để đối kháng lại tác động của norepinephrine, do cái việc u tủy thượng thận tiết ra nhiều hơn à, cho nên người ta dùng trong chỉ định này. Thứ hai là người ta dùng để đối kháng lại với tác dụng co mạch của các cái chất cường giao cảm. Tác dụng không mong muốn của nhóm này là nó gây những tác dụng không mong muốn gì à, thứ nhất là nó sẽ gây một cái phản xạ bù trừ à, phản xạ bù trừ này đó thông qua cái cung phản xạ, ta gọi là cung phản xạ về áp suất. Thì cái cung phản xạ này đó các em có học trong phần sinh lý rồi đó, mình có về mình có thể mình xem lại ha. Thì đến cái bài thuốc trị tăng huyết áp đó, cô sẽ nói lại về cái phản xạ này. Phản xạ này thường đó là mình sẽ gặp khi mình dùng các cái thuốc mà có tác động giãn mạch mạnh và nhanh, làm cho áp lực trong lòng các động mạch nó giảm xuống, và như vậy nó sẽ tác động trên các thụ thể chịu sự tác động của áp suất, cho nên nó dẫn đến một cái phản xạ bù trừ làm tăng tiết norepinephrine, và như vậy nó sẽ làm cho nhịp tim tăng lên. Và nhịp tim tăng lên như vậy á, trong trường hợp là mình ví dụ như là mình cần cái tác dụng điều trị là hạ áp, thì cái việc tăng nhịp tim này đó nó sẽ trở thành một cái tác dụng không có lợi và nó sẽ đối kháng lại với cái hiệu quả điều trị mà mình mong muốn. Cái thứ hai đó là thuốc gây hạ huyết áp tư thế. Hạ huyết áp tư thế tức là khi mà mình thay đổi tư thế từ nằm chuyển sang ngồi hoặc là đứng một cách đột ngột đó, thì nó gây tình trạng tụt huyết áp xuống và mình không có điều chỉnh được cái cơ thể mình không có điều chỉnh kịp và dễ dẫn đến cái tình trạng tụt huyết áp. Thì thuốc nào mà nó gây ra tác dụng không mong muốn này đó thì mình cần phải lưu ý, đặc biệt là đối với người cao tuổi, vì khi hạ huyết áp tư thế như vậy người ta dễ bị té ngã và dễ dẫn đến các cái sang chấn khác. Như vậy đó thì mình sẽ thấy là cái điểm bất lợi của cái nhóm chế alpha không chọn lọc đó nó sẽ nằm ở trên cái thụ thể alpha 2. Thì mình sẽ thấy đó, đây là một thuốc ức chế cả alpha 1 lẫn alpha 2. Nhưng alpha 2 thì kem nên nhớ đó là alpha 2 nó có hai vị trí ha. Một là nằm trên cơ quan hiệu ứng. Tác động nằm trên cơ quan hiệu ứng đó, là mình sẽ có tác dụng này nè. Nó tác dụng trên cơ trơn mạch máu. Vị trí thứ hai đó là alpha 2 nằm ở tiền synap. Và alpha 2 nằm ở tiền synap đó thì khi mà kích thích vào alpha 2 tiền synap sẽ dẫn đến đáp ứng là giảm phóng thích norepinephrine. Như vậy khi mà mất cái tác động của norepinephrine trên thụ thể alpha 2 tiền synap, vì mình dùng thuốc nên nó cạnh tranh với norepinephrine rồi, và như vậy norepinephrine nó không có tác động vào thụ thể alpha 2 tiền synap đó, thì mình sẽ có một cái hiệu ứng là giảm phóng thích norepinephrine, hay mà nói cách khác là nó sẽ làm cho cái lượng chất dẫn truyền thần kinh này nó sẽ tăng lên, và như vậy nó cũng góp phần vào trong cái tác dụng không mong muốn này nhờ tác động của norepinephrine ha. Cho nên cái điểm bất lợi nằm trên thụ thể alpha 2 tiền synap, cho nên mình sẽ có cái nhóm đi sai nhóm này đó là nhóm ức chế alpha chọn lọc, và nó sẽ tác động chọn lọc vào thụ thể alpha 1. Như vậy cái tác động này nó rất là mạnh ha, rất là mạnh. Và như vậy á thì cái tác dụng dược lý của nhóm này á, tác dụng nổi trội nhất vẫn là giãn mạch, và giãn mạch như vậy thì nó sẽ làm giảm cung lượng tim ha, và dẫn đến giảm huyết áp. Hai cái tác dụng phụ của nhóm này mình cũng vẫn gặp đó là hạ huyết áp thế đứng và tăng nhịp tim do phản xạ giao cảm. Thì tăng nhịp tim do phản xạ giao cảm bởi vì nó đối kháng alpha 1 đó thì nó gây giãn mạch rất là mạnh và dẫn đến cái phản xạ bù trừ này. Hiện nay trong điều trị tăng huyết áp thì người ta cũng vẫn không có ưu tiên sử dụng nhóm chế alpha chọn lọc, mặc dù nó cải thiện được cái nhược điểm của nhóm chế alpha không chọn lọc ha. Chỉ định mà người ta sử dụng ưu tiên hàng đầu cho nhóm này đó là người ta dùng để điều trị bướu lành tiền liệt tuyến. Đây là chỉ định ưu tiên. Ở chỉ định kế tiếp đó, xếp hàng theo thứ tự ưu tiên đó thì thứ hai đó là người ta mới dùng trong tăng huyết áp, và thường người ta dùng trong phối hợp. Tại sao người ta dùng trong bướu lành tiền liệt tuyến? Thì mình cũng biết là bướu lành tiền liệt tuyến đó thì là do cái tình trạng phì đại lành tính của tuyến tiền liệt, và như vậy nó sẽ chèn ép vào trong niệu đạo và nó dẫn đến cái tình trạng là bệnh nhân bị bí tiểu. Khi mình dùng cái chế alpha chọn lọc đó thì nó tác động vào alpha 1, và alpha 1 đó nằm ở đâu? Cơ vòng bàng quang.
ha, nằm cơ vòng bàng quang. Cho nên khi mình ức chế nguồn thải alpha 1 thì cơ vòng bàng quang sẽ giãn ra và như vậy sẽ làm cho bệnh nhân dễ đi tiểu hơn. Cho nên người ta sử dụng trong điều trị bệnh lý này. Cho nên hiện nay đó, các em đi lâm sàng các em sẽ gặp các cái thuốc này đó chủ yếu là dùng cho chỉ định này. Nhưng mà mình cũng nên nhớ một điều như thế này. Nếu mình sử dụng nhóm ức chế alpha 1 cho chỉ định muốn lành tiền liệt tuyến thì mình nên nhớ là mình lấy cái tác động của nhóm ức chế alpha 1 trên cơ vòng bàng quang. Tuy nhiên thuốc vẫn tác động trên cơ trơn mạch máu và như vậy nó vẫn có thể gây hạ huyết áp. Cho nên khi mà người ta chỉ định muốn lành tiền liệt tuyến, mình cũng biết là thường đó bệnh lý này xảy ra ở cái tuổi trung niên trở lên, thường là người cao tuổi bị nhiều hơn ở người nam á. Cho nên là những cái người này thường người ta cũng sẽ có bệnh lý tim mạch đi kèm. Cho nên muốn chỉ định cái nhóm này để điều trị muốn lành tiền liệt tuyến thì luôn luôn người ta phải xem lại là huyết áp của bệnh nhân như thế nào, bệnh nhân có đang sử dụng thuốc điều trị hạ áp nào hay không. Vì nếu bệnh nhân đang sử dụng các thuốc điều trị bệnh lý tăng huyết áp đó thì khi mình phối hợp thêm nhóm này có nghĩa là mình đã phối hợp thuốc và nó có thể làm tăng cái tác dụng hạ áp và có thể dẫn đến tình trạng hạ áp quá mức. Tại vì nhóm ức chế alpha mấy em có câu hỏi gì không? Hai cái tác dụng phụ á, mình có nhiều tác dụng phụ của nhóm này nha, chứ không phải là chỉ có hai tác dụng phụ này, nhưng mà hai tác dụng phụ mình cần phải nhớ vì nó ảnh hưởng tới điều trị đó là gì? Một là hạ huyết áp tư thế, cho nên người ta hạn chế dùng cái nhóm này cho người cao tuổi ha. Thứ hai đó là gây phản xạ nhịp nhanh. Gây phản xạ nhịp nhanh thì người ta cần phải lưu ý là dù cái người này có bệnh mạch vành không ha, có suy tim không vân vân. Rồi các em có câu hỏi gì cho nhóm ức chế alpha không? Câu tiếp nha. Alo. Dạ. 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 Rồi mình qua tiếp đến nhóm ức chế beta ha. Thì mình sẽ có thứ nhất là ức chế beta không chọn lọc với cái thuốc đầu tiên hết trong nhóm mình là pranolol. Pranolol thì nó được sử dụng từ khoảng những năm 60 á. Cho nên nó có một lịch sử sử dụng rất là lâu dài. Và như vậy nó về cái hồ sơ an toàn của cái thuốc này đó thì mình về dữ liệu của nó mình có rất là nhiều. Các em có thể đọc được rất là nhiều cái tài liệu về pranolol ha. Thì đây là một cái thuốc mà nó có tác dụng là đối kháng cạnh tranh với catecholamine tại cả hai thụ thể beta 1 và beta 2. Như vậy nó mất hết cái tác động của catecholamine trên cả hai thụ thể beta 1 lẫn beta 2. Như vậy thì mình sẽ thấy là beta 1 đó, thì nó hiện diện ở đâu? Hai vị trí ha, một là tim, hai là tế bào cận cầu thận. Khi mình kích thích vào beta 1 đó thì mình có đáp ứng gì? Khử cực nút xoang làm cho nhịp tim tăng lên, khử cực nút nhĩ thất làm tốc độ dẫn truyền nhĩ thất tăng và làm tăng lực cơ bắp cơ tim. Tác động trên tế bào cận cầu thận thì làm tăng tiết renin. Như vậy khi mình dùng thuốc đối kháng với norepinephrine tại thụ thể beta 1 đó thì mình sẽ thấy là mình sẽ có những cái hiệu ứng trên tim. Đó là hiệu ứng làm cho nhịp tim chậm nè, lực co bắp cơ tim giảm, ức chế và nút nhĩ thất làm giảm tốc độ dẫn truyền nhĩ thất, tác động lên tế bào cận cầu thận làm giảm tiết renin. Giảm tiết renin thì dẫn đến là giảm tác động trên hệ renin angiotensin và nó sẽ dẫn đến là giảm sự hình thành của angiotensin 2 và sẽ làm giảm tác động của các angiotensin 2. Như vậy những cái tác động mà mình có được đó là gì? Ở trên tim này ha, nó sẽ làm giảm khử cực nút xoang này, giảm dẫn truyền nhĩ thất cho nên nhịp tim chậm, lực cơ bắp cơ tim giảm, nhịp tim chậm, lực cơ bắp cơ tim giảm thì cung lượng tim sẽ giảm và huyết áp sẽ giảm ha, rồi giảm tiết renin là các tác động trên hệ thống tim mạch. Ngoài ra đó thì mình thấy là thuốc nó còn tác động ở đâu nữa? Thụ thể beta 2 thì các em nhìn thấy cái sơ đồ này đó là người ta mô tả về hai cái vị trí mà có hiện diện thụ thể beta 2 đó là cơ trơn khí phế quản và cơ trơn tử cung. Khi mình kích thích vào beta 2 thì mình có đáp ứng gì? Giãn cơ trơn ha. Cho nên trong điều trị đó thì người ta ứng dụng cái tác động giãn cơ trơn này. Và mình có cái nhóm thuốc mình mới vừa học ở cái bài hồi nãy đó là gì, là các chất chủ vận beta 2 đó người ta có tác dụng giãn cơ trơn khí phế quản và giãn cơ trơn tử cung. Người ta dùng trong lĩnh vực điều trị hen nè, giải quyết các tình trạng co thắt cơ trơn khí phế quản ha, và dùng trong lĩnh vực sản khoa. Tuy nhiên cô cũng nhắc lại luôn á là cái sơ đồ này người ta cho chúng ta hai vị trí, không có nghĩa là thụ thể beta 2 chỉ hiện diện ở hai vị trí này mà thôi, mà nó còn hiện diện ở rất nhiều vị trí khác, ví dụ là cơ trơn của các tuyến còn lại nè và cơ trơn của mạch máu.
Người ta cho chúng ta cái sơ đồ này lý do là đây là hai cái vị trí hiện diện cụ thể beta 2 mà người ta ứng dụng trong điều trị nhiều nhất. Rồi bây giờ mình đang dùng một cái thuốc có tác động là đối kháng cạnh tranh với norepinephrine tại cả hai cụ thể beta. Như vậy nó sẽ làm mất luôn cái tác động của norepinephrine trên cụ thể beta 2. Và như vậy thì cái hệ thống cơ trơn này nó sẽ bị co thắt. Thành ra cái tác dụng trên cụ thể beta 2 nó sẽ trở thành tác dụng không có mong muốn. Như vậy ngoài cái tác dụng co thắt cơ trơn khí phế quản, co thắt cơ trơn tử cung thì mình nên nhớ là nó còn những tác dụng gì nữa. Co thắt cơ trơn mạch máu ở hệ thống cơ vận động ở các tạng ha. Và nó liên quan tới chuyển hóa đường. Như vậy khi mình dùng một cái thuốc ức chế beta đó thì đường huyết sẽ giảm do cái liên quan đến cái việc ức chế vào tác động của cụ thể beta 2. Cho nên những cái tác dụng không mong muốn của nhóm này là gì? Ở trên tim thì thứ nhất đó là khi mình ngưng thuốc đột ngột ha, ngưng thuốc đột ngột sẽ dẫn đến một cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng dạo ngược. Cái hiện tượng này đó thì có nhiều khi đó, có nhiều trong nhiều cái tờ hướng dẫn sử dụng đó, người ta vẫn để nguyên cái từ này, người ta không có dịch ra. Vì lý do là nếu mình dịch ra đó thì mình cũng biết dùng cái từ nào để mô tả đúng cái hiện tượng này. Cái hiện tượng dội ngược này đó thì các em sẽ gặp với rất nhiều loại thuốc. Nói chung hết là một cái hiện tượng gì? Khi mình dùng thuốc một thời gian dài rồi mình ngưng một cách đột ngột thì các triệu chứng lúc ban đầu của bệnh lý đó nó có thể bùng lên và có thể dẫn đến tùy theo bệnh lý có thể nguy hiểm hoặc là không nguy hiểm cho bệnh nhân. Thì những trường hợp nào mà nó gây hiện tượng dội ngược này mà nguy hiểm cho bệnh nhân đó, thì người ta phải hết sức là lưu ý. Mỗi thuốc nó gây ra cái hiện tượng dội ngược này đó bằng những cái cơ chế khác nhau nha. Đối với chế beta đó thì cái hiện tượng dội ngược này đó là do cơ chế gì? Do cơ chế người ta gọi là hiện tượng điều hòa lên. Điều hòa lên đây là điều hòa lên cái gì? Điều hòa lên số lượng cụ thể beta. Hiện tượng điều hòa lên hay điều hòa xuống, cái khái niệm này đó là bên phần dược lý đại cương các em chắc có được giới thiệu rồi á. Tức là sau khi mình sử dụng một thời gian dài đó thì mình sẽ là cơ thể mình đó, đối kháng lại với việc chúng ta dùng thuốc ức chế beta bằng cách nào? Tăng tổng hợp số lượng cụ thể beta để gì? Để cạnh tranh lại với thuốc ha. Như vậy sau một thời gian mình sử dụng ức chế beta đó, thì cái số lượng cụ thể beta bây giờ nó đã nhiều hơn trước đây rất là nhiều. Nếu như mình ngưng thuốc một cách đột ngột thì cái chất mà cạnh tranh với thuốc gắn vào cụ thể beta chính là norepinephrine. Nên khi mình ngưng thuốc một cách đột ngột đó thì norepinephrine sẽ đồng loạt gắn vào các cụ thể beta này. Và việc nó gắn vào cụ thể beta với số lượng nhiều hơn trước khi chúng ta điều trị đó dẫn đến cái việc là tăng cái tác động của norepinephrine trên cụ thể beta, nên làm cho nhịp tim nhanh lên, là lực co bóp cơ tim tăng lên, gây một cái cơn tăng huyết áp và có thể dẫn đến các cái biến cố tim mạch như là đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim hoặc là tăng huyết áp hoặc là tai biến mạch máu não. Tác dụng phụ này nghiêm trọng không? Nghiêm trọng. Và người ta để lên trên cái hàng đầu tiên hết đó, là người ta nhắc nhở mình là đây là một cái tác dụng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân ha, thường gặp và nguy hiểm. Cho nên khi mà mình cho bệnh nhân sử dụng nhóm thuốc này thì mình lưu ý là mình phải dặn bệnh nhân đây là một cái thuốc mà khi bệnh nhân sử dụng lâu dài đó, bệnh nhân không có được tự ngưng thuốc một cách đột ngột. Những cái trường hợp mà mình gặp bệnh nhân bị các biến cố này hầu hết là do mình không có dặn bệnh nhân ha, thì cái này nó trách nhiệm nó rơi vào nhân viên y tế của mình ha. Cho nên các em nên lưu ý là khi bệnh nhân sử dụng thuốc này thì mình phải nhắc bệnh nhân. Kế tiếp đó là vì nó tác động vào cụ thể beta 1 đó, làm giảm lực co bóp cơ tim cho nên nó có thể làm cho suy tim. Thứ hai là nó ức chế vào nút nhĩ thất, như vậy nó có thể gây block dẫn truyền nhĩ thất, ức chế vào nút xoang cho nên có thể làm cho nhịp tim chậm quá mức. Rồi cái tác động này liên quan tới cụ thể beta 2 ha. Vì nó ức chế vào beta 2 cho nên nó dẫn đến tình trạng là co mạch ở hệ thống cơ vân. Và như vậy đối với những cái người mà người ta có hiện tượng Raynaud đó, hoặc là người ta bị bệnh động mạch ngoại biên, thì đây là những cái trường hợp mà bệnh nhân đã có co thắt mạch sẵn có rồi. Cho nên nếu mình dùng ức chế beta không chọn lọc đó thì cái việc co mạch ở hệ thống cơ vân sẽ làm cho những cái bệnh lý này nó nặng nề hơn và làm cho cái tình trạng thiếu máu ngoại biên này nhiều hơn. Những tác dụng phụ kế tiếp đó là liên quan tới hệ thống cơ trơn, ví dụ như là gây co thắt cơ trơn khí phế quản nè. Rồi trên hệ thống thần kinh trung ương thì nó sẽ liên quan tới cái tính gọi là tính tăng trong mỡ ha. Và cái này nó sẽ kích thích vào hệ thống thần kinh trung ương và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bệnh nhân có thể bị trầm cảm hoặc là mất ngủ hoặc là rối loạn giấc ngủ. Tác động đến chuyển hóa thì liên quan tới chuyển hóa đường và chuyển hóa lipid. Thì trên chuyển hóa đường đó thì mình thấy khi dùng ức chế beta không chọn lọc thì cái việc ức chế vào cụ thể beta 2 nó sẽ làm cho đường huyết giảm. Làm cho đường huyết giảm ha. Thì cái việc mà làm giảm đường huyết này đó thì nó sẽ có hai đối tượng. Một là bệnh nhân không có bệnh lý đái tháo đường.
hai là bệnh nhân có bệnh lý đái tháo đường. Đối với những bệnh nhân sử dụng cái chế beta không chọn lọc mà bệnh nhân không có bệnh lý đái tháo đường đó, thì cái tác dụng hạ đường huyết này đó, theo kinh nghiệm lâm sàng người ta thấy đó, là tác dụng hạ đường huyết này nó không có quá nặng nề, tức là nó không gây ra những tình trạng mà hạ đường huyết nghiêm trọng á. Cho nên là hầu hết là người ta cũng không có khuyến cáo nhiều về tác dụng phụ này đối với đối tượng không có bị bệnh lý đái tháo đường. Nhưng đối với những cái người có đái tháo đường thì mình nên lưu ý vì sao? Vì thuốc có tác dụng hạ đường huyết, nhưng mà mình nên nhớ là đối với người bị đái tháo đường, đặc biệt là người có sử dụng insulin đó, thì thường là người ta phải hướng dẫn cho bệnh nhân cách nhận biết dấu hiệu hạ đường huyết để người ta có thể tự người ta cấp cứu tình trạng hạ đường huyết. Và cái tác dụng hạ đường huyết đó, nó sẽ làm cho bệnh nhân rất là hoảng sợ, rất là hoảng sợ. Cho nên là mình lưu ý đó, là dấu hiệu hạ đường huyết nó gồm có vã mồ hôi nè, run tay nè, hồi hộp đánh trống ngực, choáng vân vân. Thì những cái tác dụng này đó là do cái việc phóng thích catecholamine, cái phản ứng hạ đường huyết đó. Và người ta nhờ những dấu hiệu này để người ta biết là người ta đang bị hạ đường huyết. Và mình khi mình dùng nhóm chế beta thì cái thuốc này nó sẽ cạnh tranh với norepinephrine trên thụ thể beta 1, cho nên sẽ bị mất đi các dấu hiệu như là nhịp tim nhanh nè, rung tay nè, hồi hộp đánh trống ngực sẽ bị mất đi. Và người ta nói rằng nó chỉ không mất đi dấu hiệu vã mồ hôi mà thôi. Cho nên cái nguy hiểm ở đây đó là người ta sẽ không nhận biết được cái triệu chứng hạ đường huyết khi chúng ta có sử dụng chế beta. Cho nên cái nguy hiểm ở chỗ ta là thuốc sẽ che lấp đi triệu chứng hạ đường huyết. Như vậy thì mình nên nhớ đó là cái tác dụng hạ đường huyết này nằm trên thụ thể beta 2, nhưng mà cái việc che lấp triệu chứng hạ đường huyết này đó nằm trên thụ thể beta 1 ha. Như vậy đối với những cái người mà người ta bị bệnh lý đái tháo đường, nhất là những bệnh nhân có sử dụng insulin, nếu mình muốn sử dụng chế beta thì mình nên tránh những cái chế beta không chọn lọc ha. Tránh những chế beta không chọn lọc để mình tránh những cái tác dụng hạ đường huyết này. Rồi tác dụng trên chuyển hóa lipid là nó sẽ làm tăng triglyceride, tăng LDL cholesterol mà làm giảm HDL cholesterol, thì các tác động này đều là không có lợi hết. Rồi mình dùng lâu nó có thể gây khởi phát đái tháo đường mới. Như vậy mình thấy là cái tác dụng mà mình cần trong điều trị đó gồm có làm cho nhịp tim chậm, lực co bắp cơ tim giảm, nó có thể dẫn đến là hạ huyết áp hoặc là làm chậm nhịp tim vân vân. Những cái tác dụng mình điều trị đó nằm hết trên thụ thể beta 1. Cái tác dụng ức chế và beta 2 đó hoàn toàn là mình không có ứng dụng được. Ví dụ gây co thắt cơ trơn khí phế quản, co động mạch ngoại biên hoặc là gây hạ đường huyết, thì những tác dụng này đều là những tác dụng không mong muốn hết. Cho nên mình sẽ có cái nhóm mới hơn, đó là nhóm ức chế beta chọn lọc, tức là chỉ tác động ức chế chọn lọc trên thụ thể beta 1 mà thôi, và nó không có tác động trên beta 2. Thì cái nhóm này nó cho ra nhiều ưu điểm hơn. Tuy nhiên mình cũng nên nhớ là cái việc ức chế chọn lọc và các thụ thể giao cảm nó chỉ mang tính chất tương đối, nên nếu mà mình dùng liều cao thì thuốc nó sẽ tác dụng luôn cả ức chế beta 2 và trở thành ức chế beta không chọn lọc ha. Cho nên một lần nữa đó, trong tất cả các thuốc ức chế beta chọn lọc này, người ta lại đánh giá lại xem là ức chế beta chọn lọc nào mà có cái tác động chọn lọc beta 1 cao nhất, thì cái thuốc đó tỏ ra là nó sẽ ưu việt nhất. Như vậy là mình mới vừa nói về một cái tính chất của chế beta, là tính chất gì? Là tính chất chọn lọc. Tính chất chọn lọc có nghĩa là chọn lọc vào thụ thể beta 1 để hạn chế bớt những cái tác dụng không mong muốn trên thụ thể beta 2. Đó là một cái tính chất để giúp chúng ta chọn lọc của chế beta. Một số tính chất khác nữa giúp cho người ta chọn lọc cái chế beta cho nó phù hợp với bệnh nhân của mình đó, thì tính chất thứ hai đó là hoạt tính giao cảm nội sinh. Hoạt tính này đó thì người ta viết tắt theo cái từ tiếng Anh ha, và mình sẽ thấy là người ta ký hiệu là ESA. Như vậy cái thuốc chế beta nào mà có hoạt tính giao cảm nội sinh đó, thì người ta ký hiệu ESA cộng. Cái chế beta nào không có hoạt tính giao cảm nội sinh thì người ta sẽ ký hiệu ESA trừ. Như vậy cái hoạt tính giao cảm nội sinh này á, mình có thể hiểu như thế nào? Ức chế beta có hoạt tính giao cảm nội sinh đó, có nghĩa là ngoài cái tác dụng ức chế beta, nó còn có tác dụng là kích thích vào hệ giao cảm, kích thích một phần mà thụ thể của hệ giao cảm. Và như vậy đó thì mình sẽ thấy là ngoài cái tác dụng ức chế, nó có tác dụng kích thích nữa, cho nên một phần nó sẽ làm giảm bớt cái tác dụng phụ ha. Vì như là nó không làm cho nhịp tim chậm quá mức, nó không có làm cho cung lượng tim giảm quá mức, và nó không có dẫn đến tình trạng co thắt cơ trơn khí phế quản quá mức. Nhưng mà thực tế á, thì người ta chỉ dùng cái nhóm này đó trong những trường hợp là bệnh nhân là người cao tuổi thôi. Còn lại thì mình sẽ thấy là như vậy đó, ức chế beta mà
không có hoạt tính giao cảm nội sinh đó, thì nó cho cái tính chất ức chế beta là mạnh hơn. Còn ức chế beta mà có hoạt tính giao cảm nội sinh thì cái tính ức chế beta của nó yếu hơn. Cho nên về điều trị đó thì người ta sẽ hướng tới cái tính chất là ức chế beta không hoạt tính giao cảm nội sinh. Tính chất thứ hai đó là tính tan trong lipid ha. Tính tan trong lipid thì người ta sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm là ức chế beta tan nhiều trong lipid và một nhóm thứ hai là ức chế beta tan ít trong lipid hay gọi là tan nhiều trong nước. Thì nếu mà nó tan nhiều trong lipid á, thì nó sẽ dễ đi vào trong những cái mô nào mà có nhiều lipid nhất. Như vậy nó sẽ dễ đi vào trong não nè, trong thần tế bào thần kinh nè, và nó sẽ dễ gây ra nhiều cái tác dụng phụ trên hệ thống thần kinh. Ví dụ như là nó gây trầm cảm, rối loạn giấc ngủ vân vân, tác dụng phụ hồi nãy mình có liệt kê đó. Và một cái đặc điểm nữa là ức chế beta nào mà tan nhiều trong lipid á, thì nó sẽ chuyển hóa tại gan. Giờ mình sẽ tóm lược lại về cái tính chất này ha. Như vậy thì người ta có thể chia ức chế beta đó dựa vào tính chọn lọc, người ta chia ra làm hai nhóm, ức chế beta chọn lọc và không chọn lọc ha. Dựa vào hoạt tính giao cảm nội tại đó thì mình sẽ có là không hoạt tính giao cảm nè, không hoạt tính giao cảm nội tại nè, có hoạt tính giao cảm nội tại, và mình sẽ ra đến bốn nhóm ức chế thụ thể beta. Về tính tăng trong mỡ thì tính tăng trong mỡ nó sẽ liên quan luôn đến đường thải trừ. Trên kem nhìn cái sơ đồ này ha, cái sơ đồ này nó gói gọn trong đây hai cái tính chất luôn. Thì mình thấy thứ nhất là mình nói về đường thải trừ trước nha. Về đường thải trừ thì mình sẽ nhìn thấy nè, bên trái màn hình của mình đó là các ức chế beta mà nó chuyển hóa hầu hết tại gan. Ví dụ như là mình có pregnenolone này ha, là chuyển hóa hầu hết tại gan, có đạt 100%. Rồi về phía bên phải màn hình đó, màn hình của mình đó là các chế beta mà hầu như là không có chuyển hóa tại gan. Và các chế beta mà không chuyển hóa tại gan là các chế beta mà nó hầu hết là đào thải qua thận. À, thì con số mà mình nhìn trên đây đó là phần trăm ha. Đây là chuyển hóa tại gan giảm dần từ trái qua phải của sơ đồ này. Đào thải qua thận giảm dần từ phải qua trái của sơ đồ này. Như vậy mình thấy ví dụ nha, pregnenolone chuyển hóa 100% qua gan, không có đào thải qua thận. Atenolone đào thải qua thận là hầu hết không có chuyển hóa tại gan. Và như vậy mình có các chế beta mà nằm ngay khoảng giữa giữa này nè, thì mình thấy là vừa chuyển hóa tại gan vừa đào thải qua thận. Cho nên mình thấy là các chế beta nào mà nằm giữa sơ đồ này nó tỏ ra nó có nhiều cái lợi điểm. Ví dụ mình có bisoprolol, mình có nebivolol nè, 50% qua gan, 50% qua thận. Trong trường hợp ví dụ như là người cao tuổi đó, chức năng gan thận đều giảm, thì các chế beta này tỏ ra rất là lợi thế. Cho nên hai cái thuốc này kem đi lâm sàng kem đều gặp hết á, bisoprolol, nebivolol ha. Rồi nó liên quan luôn tính tăng trong mỡ như thế nào. Như vậy các chế beta mà nó tan nhiều trong mỡ đó ha, thì là các chế beta mà nó chuyển hóa hầu hết qua gan. Thì đây nè, đây là các chế beta mà tan nhiều trong mỡ nè. Và đi từ bên trái qua bên phải màn hình á, thì tính tăng trong mỡ nó sẽ giảm dần. Cho nên các chế beta ở phía bên phải màn hình của mình á, ví dụ mình có atenolone này ha, thì là các chế beta mà hầu như là không có tan trong mỡ, thường gọi là tan nhiều trong nước. Như vậy thì nếu mà mức độ ái mỡ này nó có ý nghĩa gì? Nếu như bệnh nhân mình này bị trầm cảm, bệnh nhân này có thường hay bị rối loạn giấc ngủ, là mình không có nên sử dụng các ức chế beta mà nó tan nhiều trong lipid. Đường thải trừ có ý nghĩa gì? Đường thải trừ có ý nghĩa liên quan đến chức năng gan thận ha. Ví dụ bệnh nhân này là bệnh nhân bị suy gan nặng, bệnh nhân này có các bệnh gan tiến triển, thì mình không nên dùng các ức chế beta mà nó chuyển hóa 100% qua gan. Bệnh nhân bị suy thận thì mình không nên dùng các chế beta mà nó đào thải 100% qua thận. Cho nên mình có hai cái bảng này đó, hai cái bảng này trong giáo trình của em có đó, thì cô sẽ giải thích hai cái bảng này ha. Vì người ta sẽ ứng dụng các cái thông số ở trong đây để người ta điều trị như thế nào. Như đối với nhóm chế beta không chọn lọc ha, mình có các thông số gì? Thì các em sẽ có hai bảng nè, một loại chế beta không chọn lọc, hai loại chế beta chọn lọc. Vậy khi nào thì mình dùng cái bảng chế beta không chọn lọc, mà khi nào mình dùng bảng chế beta chọn lọc? Thì hai cái bảng này người ta đã chia ra về tính chọn lọc rồi. Như vậy hai cái bảng này nó liên quan tới cái gì? Liên quan tới tính chọn lọc vào thụ thể beta. Cho nên những cái bệnh nhân nào mà có các bệnh lý liên quan thụ thể beta 2 đó, ví dụ như là hen phế quản nè, đái tháo đường nè, bệnh động mạch ngoại biên nè, thì mình không nên dùng cái nhóm ức chế beta không chọn lọc, mà mình nên chọn cho bệnh nhân là nhóm ức chế beta chọn lọc. Đó là cái thứ nhất để mình chọn lựa. Rồi, bây giờ trong mỗi một cái bảng như vậy, hai cái bảng này thông số giống hệt nhau ha. Bây giờ mình thấy nè, mình có các thông số gì? Một là hoạt tính giao cảm nội sinh, hai là tính tan trong mỡ, ba là đường thải trừ,
4 là thời gian bán thải và liều dùng nha. Thì các cái tính chất trong cái bảng này nó giúp cho mình chọn lựa trái beta như thế nào. Với hoạt tính giao cảm nội sinh á, thì mình nên nhớ là mình có hai nhóm, một nhóm là không hoạt tính giao cảm nội sinh và nhóm thứ hai là có. Thì không nghĩa là không có nè, dấu cộng là có, dấu cộng càng nhiều là hoạt tính giao cảm nội sinh càng mạnh ha. Thì với tính chất này mình sẽ thấy đó là để mình chọn trái beta mà nó có tác dụng trái beta mạnh nhất thì người ta sẽ chọn hoạt tính giao cảm nội tại là không có nha. Cô xin lỗi các em đợi cô chút xíu nha. Alo. Như vậy mình thấy là với cái hoạt tính giao cảm nội sinh đó, thì người ta chọn là các cái beta không hoạt tính giao cảm nội sinh. Ha. Rồi, tính tan trong mỡ. Tính tan trong mỡ thì nó liên quan tới gì? Tính tan trong mỡ thì nó liên quan tới tác dụng phụ trên hệ thống thần kinh trung ương nha. Cho nên á, ví dụ như đây mình nhìn thấy là pregabalin tính tan trong mỡ nhiều. Vì pregabalin mình không nên chọn cho các bệnh nhân mà có tiền sử trầm cảm nè, hoặc là bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ nè, hoặc là trong quá trình điều trị, ví dụ mình có sử dụng pregabalin cho bệnh nhân, sau đó mình thấy bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ đó, thì mình phải coi lại có phải đây là chế beta mà tăng nhiều trong mỡ không. Nếu mà mình đang dùng chế beta tăng nhiều trong mỡ thì có khả năng là cái việc mà bệnh nhân mất ngủ là do tác dụng không mong muốn của thuốc, thì lúc đó người ta sẽ đổi sang các thuốc mà nó ít tăng trong mỡ. Rồi bây giờ đường thải trừ. Đường thải trừ thì liên quan tới chức năng gan thận ha. Ví dụ mình nhìn trong bảng này mình thấy đó là pregabalin, đường thải trừ qua gan, có nghĩa là nó được chuyển hóa hầu hết tại gan. Đây sơ đồ này mình có nè, pregabalin chuyển hóa 100% qua gan ha. Như vậy nếu bệnh nhân bị suy gan thì người ta không nên chọn pregabalin, vì cái này nó chỉ có một đường thải trừ này thôi. Pindolone thì vừa thận vừa gan à, thì nó đâu đó nó nằm một khoảng giữa. Mình nhìn trên sơ đồ mình thấy nè, pindolone nằm đây nha. Thì trong trường hợp bệnh nhân có bị suy giảm chức năng gan mình có thể sử dụng được, hoặc là suy giảm chức năng thận có thể sử dụng được. Thời gian bán thải thì nó sẽ liên quan đến liều dùng à, cái khái niệm mà thời gian bán thải này là thời gian bán thải T1/2 của thời gian thải trừ đó. Thì cái này trong cái phần nhật ký đại cương thì chữ có hướng dẫn các em rồi đó. Vậy các em nhìn trong cái bảng này, mình hiểu các tính chất ở trong đây để mình xem là mình sử dụng các cái thuốc ức chế beta như thế nào, mình chọn lọc cho nó đúng các chế beta ha. À, 2 giờ sau các em có học môn gì không? Dạ có. Có gì vậy? Cô sẽ đi nhanh qua cho nó hết cái phần này rồi mình sẽ ngưng. Dạ có. Cô đi nhanh phần này chút xíu nha. À, bữa nay là mình đã hơi chậm á. À, bây giờ chỉ định của các cái chế beta ha, thì mình có chỉ định gì? Một là tăng huyết áp nè, hai là đau thắt ngực do gắng sức, hay mình gọi là đau thắt ngực ổn định đó, loạn nhịp nhanh ha, bệnh lý Bajedo, phòng ngừa xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân có tăng áp lực tĩnh mạch cửa do xơ gan. Với cái chỉ định này thì người ta phải dùng ức chế beta không chọn lọc ha. Rồi nếu mình tìm hiểu tại sao thì rồi nữa giờ sao mình sẽ giải đáp cái câu hỏi này. Suy tim trái nhẹ và vừa. Cho nên cái này nó liên quan tới câu bạn nãy bạn Trung hỏi cô đó. À đây mình thấy là mình dùng cái chế beta. Mình biết là dùng chế beta thì nó sẽ làm cho lực co bóp cơ tim giảm, có thể gây suy tim. Vậy tại sao người ta dùng trong suy tim? À, thì cái này đó nó mình sẽ giải thích sau phần này, nó cũng gần giống như cái bạn câu mà nãy bạn Trung hỏi đó. Rồi nhức đầu migraine ha. Nhức đầu migraine thì thường người ta dùng ưu tiên là người ta dùng ecotamin. Ngoài ra thì ở chế beta người ta cũng có thể dùng. Về tác dụng những trường hợp nào mình không dùng chế beta thì các em lưu ý nè, tất cả các bốn nhóm chế beta đều ức chế bằng beta 1 hết. Cho nên thứ nhất là mình sẽ có các chống chỉ định liên quan đến bốn chế beta luôn. Cái chống chỉ định chung đó là gì? Nếu bệnh nhân bị suy tim trái nặng, mình có thể đo bằng cái thân sức tống phục của thất trái đó. À, nếu OF dưới 35% là người ta không dùng. Thứ hai đó là block dẫn truyền nhĩ thất từ độ 2 trở lên không dùng ha, vì thuốc ức chế vào nút nhĩ thất đó. Và thứ ba là bệnh nhân có nhịp tim chậm quá mức người ta không có dùng, hoặc là hội chứng suy nút xoan. Như vậy ba chống chỉ định này là chống chỉ định cho tất cả các nhóm ức chế beta ha. Ngoài ra nếu mình dùng ức chế beta không chọn lọc thì mình còn các chống chỉ định gì nữa? Bệnh động mạch ngoại biên, hen phế quản, hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ha. Và thứ ba đó là bệnh nhân bị đái tháo đường, đang nhất là bệnh nhân có sử dụng insulin là mình không có dùng. À, mình sẽ còn hai cái thuốc cuối cùng đó
là ức chế beta thế hệ 3 ha. Thì chắc là mình ngưng ở đây để mấy em học giờ sau, phải không? Alo. Dạ vâng. Alo. Dạ.